Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Canh Thìn 2020 trong năm Canh Tý bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, năm Canh Tý này mệnh chủ sẽ có được những bước tiến lớn, song vẫn gặp không ít khó khăn do bị hung tinh đeo bám vây hãm. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Còn bây giờ, hãy cùng phong thủy may mắn luận giải về tuổi Canh Thìn trong năm Canh Tý 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Bạch Lạp Kim, có ngày sinh từ mùng 2 tháng 2 năm 2000 đến ngày 23 tháng 1 năm 2001. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xét về sự nghiệp tử vi 2020 của tuổi Canh Thìn về phương diện sự nghiệp, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần, chủ về lợi các dự án hợp tác làm ăn kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức của mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào thì cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản thì khá là nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng đòi hỏi con giáp này phải kiên trì, bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời thì cũng có thêm tiền lương, tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay là hành kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản hay là ẩm thực, tài chính, hàng kim loại sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió. Khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Còn xét về tài lộc năm Canh Tý 2020, canh kim lộ xuất thực thần, tí thủy tọa thiên tài, lại thêm cục diện tí thìn bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Thìn cực kỳ là lý tưởng. Trong năm thì con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, bạn có thể dựa vào chính sức của mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công và có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này thì tuổi Canh Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính thì sẽ may mắn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Còn xét về tình cảm, vận trình tình duyên của tuổi Canh Thìn năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt. Bạn sẽ dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Canh Thìn thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại thôi. Không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn, làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong tứ địa linh, long ly quy phụ là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ mang lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch
linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về vận trình sức khỏe của tuổi Canh Thìn trong năm 2020 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được những thương tích nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên tuổi Canh Thìn nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay là nhiều nước nhựa, sông hồ, ao suối, nơi ẩm khí vượng, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Tuổi Rồng nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với nữ còn đơn thân thì đây là một năm mang lại nhiều sự u buồn và những giọt nước mắt trong chuyện tình cảm yêu đương. Nữ mệnh tuổi Canh Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Còn xét về sức khỏe năm 2020, chú ý bệnh thận hư huyết kém, sức khỏe không được tốt. Còn về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, có người phá hoại. Trong năm nay thì chú ý không nên mở mang đầu tư tiền bạc nhiều vào làm ăn. Tài lộc của quý cô Canh Thìn, tiền bạc có sự tiêu pha và hao tán nhiều, không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều. Tuy kết giao được nhiều mối làm ăn nhưng đều không mang lại thành công. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Canh Thìn nữ mạng 2020 có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe không được tốt, công việc làm ăn có người phá hoại, chuyện tình cảm thì cũng có người phá hoại. Cung xung chiếu tử vi tuổi Canh Thìn nữ mạng có các sao Thái Tuế Mộ. Đây là bộ sao chủ về công việc có sự thay đổi ra ngoài, chú ý lời ăn tiếng nói. Cung nhị hợp tử vi tuổi Canh Thìn năm 2020 nữ mạng có các sao Long Đức, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên chú ý ra ngoài phải lưu ý xe cộ cẩn thận. Cung tam hợp tử vi tuổi Canh Thìn nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn. Chú ý mất mát của cải tiền bạc và công việc gặp nhiều khó khăn. Tóm lại thì đối với tử vi tuổi Canh Thìn năm 2020 nữ mạng là một năm mọi việc không như mong muốn. Công việc làm ăn thì lại dễ bị đổ bể. Tình cảm gia đình thì có người phá hoại. Ra ngoài gặp nhiều thị phi, tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng không phải giải quyết được khó khăn. Do ảnh hưởng của sao La Hầu chiếu mệnh và sao Hạn Diêm Vương nên cuộc sống của nữ mạng Canh Thìn có nhiều khó khăn trắc trở và muộn phiền. Tuy nhiên nếu biết cách hóa giải ảnh hưởng xấu và tăng cường nguồn năng lượng tốt bằng cách áp dụng phong thủy thì có thể giúp quý bạn giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Canh Thìn 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Canh Thìn mọi mặt đều thuận lợi, vận khí cực vượng là khởi đầu tốt trong năm mới. Về phương diện công việc, con giáp này được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc vượt mức mong đợi. Tài lộc tăng tiến, dù là chính tài hay là thứ tài thì đều vô cùng lý tưởng, có nhiều cơ hội đón tài lộc về tay, không có nỗi lo về tài chính. Đường tình duyên thì cũng được như ý, bản mệnh có thể thu hút được sự chú ý của người khác phái bằng sức hấp dẫn của riêng mình. Đối phương là người có điều kiện không tồi, nếu cảm thấy hợp ý thì nên lựa thời cơ bày tỏ tình cảm. Cơ hội đến thì hãy nắm bắt, nhanh chóng thoát khỏi cảnh độc thân. Tử vi tháng 2 âm lịch, xem tử vi tháng 2 âm, tuổi Canh Thìn dễ đau khổ vì tình, vận trình tình duyên sa sút, người đang yêu thì thường bận bịu với công việc mà thiếu đi sự quan tâm chăm sóc cho nửa kia của mình, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.
với sự chen chân của kẻ thứ ba thì tình cảm đôi bên sẽ nảy sinh nhiều rạn nứt, những mâu thuẫn nghi ngờ phát sinh liên tục, nếu không giải quyết ổn thỏa thì sẽ nhanh chóng khiến cho tình cảm tan vỡ phôi phai. Song sức khỏe của những chú rồng trong thời gian này khá là tốt, bản mệnh không dễ bị bệnh tật đe dọa. Có điều cần lưu ý về chuyện ăn uống, nên hạn chế đồ cay nóng, đồ ăn có tính kích thích cao như là hành tỏi để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hạn chế uống rượu bia, thuốc lá. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tiến sang tháng 3 âm thì người tuổi Canh Thìn sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến tốt, tuy nhiên vận trình tài lộc lại không có gì nổi trội. Xét về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cấp trên ưu ái trọng dụng, có thể phái đi bồi dưỡng ở nơi khác mà cũng có thể đi công tác khảo sát dài ngày. Cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Về tài vận, bản mệnh tuy không xui xẻo gặp họa mất tiền, nhưng rất có thể hao tài tốn của bởi thói quen mua sắm của mình. Bản mệnh dễ siêu lòng trước những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không thật sự cần thiết. Nên kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng tự khiến mình mang thêm áp lực về kinh tế, gánh thêm đống nợ trên vai. Tử vi tháng 4 âm lịch, đường tình duyên và tài lộc của tuổi Canh Thìn trong tháng 4 sẽ có những chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là về tứ tài. Thời điểm cuối tháng vận trình sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới. Dù là người độc thân hay là đã có đôi thì trong tháng này tuổi Thìn cũng sẽ có được những hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng, bản mệnh thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Người độc thân thì đứng trước nhiều lựa chọn, cần phải tỉnh táo để tìm người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi thì cần giữ khoảng cách với những người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Đường tài lộc tháng 4 âm khá là lý tưởng, do được thần tài che chở, chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Tử vi tháng 5 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, những chú rồng lớn sẽ phải đối mặt với những biến động lớn trên con đường sự nghiệp. Xét tổng thể thì vận trình đang dần đi xuống, áp lực gia tăng, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tuổi Thìn không chỉ dựa vào sức của riêng mình để hoàn thành công việc mà cần đến những sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên thì điều này sẽ gia tăng không ít áp lực và ảnh hưởng đến thành quả lao động, có thể gây ra tổn thất nhất định đối với công ty. Bản mệnh nên bình tĩnh, đừng hoang mang hoảng loạn, cần tìm cách để nâng cao năng suất lao động, bồi dưỡng thêm kiến thức và năng lực làm việc của mình, cũng đừng để bản thân trở thành gánh nặng của tập thể. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Canh Thìn thường gặp phải những tai nạn bất ngờ, tuy là nhỏ thôi nhưng cũng có thể bị va vấp, xước sát, chảy máu, cần chú tâm hơn khi làm bất cứ việc gì, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm là lúc mà đường tình duyên của tuổi Canh Thìn bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn, tuy không quá lớn nhưng so với khoảng thời gian trước đó thì khả năng tìm thấy hạnh phúc của con giáp này đã cao hơn nhiều. Nếu bạn thầm thương trộm nhớ người ấy đã lâu thì đừng che giấu tình cảm của mình mãi nữa, hãy dũng cảm bộc bạch tình cảm của mình, chọn thời điểm thích hợp, không gian thích hợp để tỏ tình. Tỷ lệ thành công trong tháng 6 âm lịch này khá cao. Có điều sức khỏe của tuổi Thìn vẫn chưa được tốt lắm, bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Các bạn nhỏ muốn học bơi thì cần phải có người lớn. Các bạn muốn học bơi thì cần có người lớn giám sát, tốt nhất là người có khả năng bơi lội tốt. Tuyệt đối không được bơi một mình, ở những chỗ hoang vu, thậm chí là có bạn bè bơi cùng thì cũng không nên, tránh để xảy ra sự cố đuối nước đáng tiếc. Tử vi tháng 7 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 7 âm, sự nghiệp của tuổi Canh Thìn bắt đầu khởi sắc, về cơ bản thì không gặp phải rắc rối gì quá lớn, vận trình tài lộc thì không được tốt đẹp như thế, mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu. Xét về sự nghiệp, tuổi Canh Thìn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, quyết tâm thực hiện điều mà mình bắt đầu. Mỗi một nhiệm vụ được giao thì bạn đều hoàn thành xuất sắc, không để xảy ra sai sót gì. đáng kể. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang chi tiêu quá nhiều, thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi, giải trí. Tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Canh Thìn có phần chững lại, vận trình không có biến động lớn, đường tình duyên thì không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép, các cuộc đấu tranh nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc thì sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình, đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí.
Ngoài ra thì chuyện tình cảm của tuổi Canh Thìn đang trong tình trạng báo động, các cặp đôi không ngừng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này thì cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực công việc của mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tử vi tháng 9 âm lịch, bước qua tháng 9 âm lịch tổng thể vận trình khá ảm đạm, khi mà đường tài lộc và sức khỏe của tuổi Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức bình ổn. Trong tháng này thì bản mệnh cần thận trọng khi đầu tư, những bạn tham gia vào các mục đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất thì dễ phải chịu tổn thất lớn, tiền bạc đổ ra đầu tư một đi không trở lại. Người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu chẳng được báng là bao, thời thế thay đổi, thậm chí là phải bán tống bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe thì những bạn làm công sở hay là phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc bệnh về mắt và cột sống, cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng. Cột sống cũng phải chịu nhiều sức ép từ một tư thế khá lâu, tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng 10 âm là lúc mà công việc và tình cảm của tuổi tháng 10 âm là lúc mà cả công việc và tình cảm của tuổi Canh Thìn đều gặp phải không ít khó khăn, vận trình của cả hai phương diện này đều không được như ý tưởng. Trong công việc, bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân, bạn biết được nhược điểm của mình nằm ở đâu nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực, bù đắp cho những thiếu sót. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Bạn chưa nắm được bí quyết hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối phương những tổn thương tinh thần. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này thấy hoang mang, chưa xác định được đây có đúng là điều mình mong muốn hay không. Tình cảm đôi bên khi gần khi xa, khi nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt. Người độc thân thì cũng gặp phải tình trạng này khi theo đuổi người trong mộng. Bạn sẽ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian công sức để giành được trái tim của người ấy. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 11 âm thì người tuổi Canh Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình công danh sự nghiệp vẫn đang lao dốc, trong khi đường tình duyên, tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay là sự cố chẳng thể chống đỡ được, ví dụ như là bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong trường hợp này thì người cầm tinh con rồng cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc phải sai lầm. Người ta đã sai thì mình còn sai hơn, hãy sống khiêm nhường, làm gì cũng lặng lặng mà làm, đừng khoe khoang phô trương thanh thế mà khiến tiểu nhân ngứa mắt. Bạn cũng đừng quá là khắt khe về tính toán quá mức, người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình thấy mệt mỏi và khó chịu. Tử vi tháng 12 âm lịch, tử vi tháng chạp năm Canh Tý của Canh Thìn khá là tốt. Cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả, cực khổ thì cũng đã hái được trái ngọt. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Về phương diện tình cảm thì tuổi Canh Thìn trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ đón tin vui. Những bạn yêu nhau đã lâu thì sẽ tính tới chuyện về chung một nhà, cùng nhau gây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ. Người độc thân thì tháng này đào hoa vận không tồi, có hy vọng tìm thấy một nửa của mình, tình cảm phát triển khá là nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc. Tóm lại thì người sinh năm Canh Thìn vào năm Canh Tý sẽ có được khá nhiều thành công trên con đường học hành, bản mệnh giành được nhiều thành tích không tồi, có tính cách vui vẻ, yêu đời nên được thầy yêu bạn mến. Áp lực từ gia đình và nhà trường thì cũng không quá lớn, có nhiều thời gian rảnh rỗi, cuộc sống khá là nhẹ nhàng, nhưng cần sắp xếp mọi việc cho hợp lý, nên chú ý nghe giảng, tập trung học hành cho tốt, tạo nền tảng vững vàng cho sự nghiệp sau này. Với những bạn đã đi làm thì nên giữ cho mình tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó, tìm kiếm cơ hội để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của mọi người đối với mình. Có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình, tránh nảy sinh tranh chấp xung đột với mọi người, cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người và cấp trên, đừng chấp nhận gây gắt thái quá, vạn sự dĩ hòa vi quý, nhún nhường là hơn. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Canh Thìn, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ với hotline
để chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.